Nào, các em đăng nhập vào tài khoản Vlimbit của mình để chuẩn bị thi vòng thi số 1 của khối lớp 6. Cái việc đăng ký thành viên thì chắc các em đã quá thành thạo, thầy sẽ không có nhắc lại cái vụ này. Bài thi số 1. Câu 1. Muốn chia cho 2 và 5 đuôi phải là 0. Chia cho 3 là 9 nữa, vậy là phải là số 90. Đó là điều chắc chắn rồi. Câu số 2. Đọc đề câu số 2. 40 học sinh chia thành các nhóm. Vậy đây chính là bài toán ước. Đầu tiên em phải phân định là toán ước hay toán bội đó. Đây là cái trọng tâm đầu tiên để mình đi cho nó đúng trọng tâm. Giờ ước của 40 thì các em có thể thấy là gồm 1, 40, 2, 20, 4, 10, 5 và 8. Kỹ thuật tìm ước đó gọi là kỹ thuật hai đầu gặp mặt. Các em nên lưu ý kỹ thuật này. Vậy ta có thể chia thành một nhóm 40 em, hai nhóm mỗi nhóm 20 em, 4 nhóm 10 em, 5 nhóm 8 em, 8 nhóm 5 em, 10 nhóm 4 em, 20 nhóm 2 em và 40 nhóm mỗi nhóm 1 em. Nhưng mà làm sao cho số người mỗi nhóm là không quá 6. Không quá 6 em và số nhóm càng ít càng tốt. Vậy các em có thể loại những phương án sau đây. Một nhóm 40 em, hai nhóm mỗi nhóm 20 em, 4 nhóm 10 em, 5 nhóm 8 em là loại hết. Bởi vì số học sinh đã quá 6 rồi. Giờ còn lại 8 nhóm, 10 nhóm, 20 nhóm, 40 nhóm. Thì dĩ nhiên các em sẽ chọn 8 nhóm rồi. Bây giờ bởi vì số nhóm càng ít càng tốt rồi. Vậy ta sẽ chọn là 8 nhóm, mỗi nhóm là 5 em. Nhưng mà cẩn thận các em ạ, đọc kỹ đề thì các em sẽ thấy điều gì. Mỗi nhóm nhiều nhất số học sinh, như vậy là số học sinh mỗi nhóm không nhất thiết phải đều nhau đâu. Như vậy em nào chọn đáp án 8 nhóm mỗi nhóm 5 em là sai ngay. Một bài toán lừa rất hay. Như thầy sẽ chọn 6 nhóm, mỗi nhóm 6 em là mới có 36 em thôi. Còn 4 em thừa thầy sẽ xếp vô cái nhóm thứ 7. Như vậy là 40 học sinh sẽ chia thành 7 nhóm. Trong đó có 6 nhóm 6 em và một nhóm còn sót lại là 4 em. Như vậy là số nhóm ít nhất có thể là 7 nhóm. Đó. Cái bài thi này là thầy nhờ các cái em học sinh giỏi nhất của thầy ở các khối 6, 7, 8, 9 giải. Chứ nói thật thì thầy cũng khá bận, không có thời gian để ngồi giải trực tiếp đâu các em ạ. Như vậy trong quá trình các bạn học sinh giỏi của thầy giải các cái bài thi này thì có thể là sẽ sai ở một số câu. Thì thầy sẽ sửa cho các em những câu sai đó. Đó, thầy đoán không nhầm tí nào. Câu số 2 là các em học sinh giỏi lớp 6 của thầy đã giải sai rồi. 8 nhóm là sai rồi. Đáp án đúng phải là 7 nhóm. Câu số 3. A chia 8 được thương là 125. Số dư lớn nhất có thể. Như vậy số dư lớn nhất có thể khi chia 8 là sẽ là 7. Như vậy là A sẽ bằng 8 nhân 125 và cộng cho 7 sẽ bằng 1007. Thầy nhắc lại, bài thi này là gồm những học trò cưng, những học trò giỏi nhất của thầy ở các khối giải và quay lại theo hướng dẫn của thầy. Sau đó thầy chỉ giúp chỉnh sửa chốt lại. Thành ra là sẽ có những câu các bạn giải sai, nhưng mà các em yên tâm, thầy sẽ hướng dẫn kỹ càng những câu sai đó luôn. Và thông thường quý giá nhất là những câu sai đó để các em nhận ra và rút kinh nghiệm. Như vậy câu 3 bạn đã giải đúng 1007. Câu số 4 các em chỉ việc vẽ hình thôi. OI là 6cm, HI bằng 2/3 OI. Vậy các em chia OI thành 3 phần, trong đó HI chiếm 2 phần, OI 6 phần, HI chiếm 2 phần là 4. Như vậy OH sẽ là 6 trừ 4 là bằng 2cm. Khá đơn giản. Các em phải chuẩn bị nháp theo nha. Nháp song song với cái việc lắng nghe cái lời giảng của thầy, các em sẽ hiểu thôi. Những video sau thầy sẽ đưa cả bài nháp lên song song với lại bài giảng luôn.
Như vậy câu 4 là học sinh của thầy giải sai mất rồi, đáp án phải là 2 chứ không phải là 4. Các em có thể tự chỉnh sửa lại. Câu số 5. Câu số 5 là bài toán tuổi. Như tiểu học là chúng ta sẽ giải bằng số học. Thì thầy có một lời khuyên là lên cấp 2 các em không nên dựa vào số học nữa. Chúng ta nên đại số hóa dần các bài toán. Đưa những cái chữ cái đại diện cho số vào để mình giải nó đỡ đau đầu hơn. Tuổi con năm nay là x thì tuổi bố sẽ là 3x. Vậy cách đây 5 năm, tuổi bố là 3x trừ 5, tuổi con là x trừ 5. Và cách đây 5 năm bố gấp 4 lần tuổi con, như vậy ta sẽ có công thức ngoài nháp là gì? 3x trừ 5 bằng x trừ 5 tất cả nhân cho 4. Các em dùng chức năng tìm x ở trên máy tính bỏ túi để giải. Thì những thủ thuật liên quan tới máy tính thầy sẽ gửi trên những cái video riêng kèm theo ở trên kênh của thầy. Các em theo dõi kênh, các em sẽ nắm được những cái video thủ thuật đó để áp dụng vào các cái bài thi VinBus, nó sẽ rất là tiện lợi. Như vậy sau khi dùng chức năng tìm x, các em sẽ giải được x sẽ là bằng 15. Đó là tuổi con năm nay, bố sẽ là 45, như vậy bố sẽ hơn con 30 tuổi. Câu số 6, xanh đỏ tím vàng, xanh đỏ tím vàng tạo thành từng bộ 4 bi, 4 màu. Các em lấy 2020 chia 4 thì vừa đẹp, không dư. Như vậy viên bi cuối cùng 2020 sẽ là viên bi vàng. Các em trừ ngược lại thôi, trừ vàng, trừ tím, trừ đỏ là trừ 3 viên là sẽ ra viên xanh cuối cùng 2017. Quá đơn giản. Câu số 7. Câu số 7 thầy cũng sẽ giúp các em đại số hóa. Đại số hóa bài toán số 7 để chúng ta giải. Tổng hai số là 102. Tổng hai số là 102, như vậy thầy gọi luôn là A cộng B bằng 102 đi. Trong đó A là số lớn, B là số bé. Giờ thêm chữ số 0 vào bên phải số bé. Là thêm số 0 vào bên phải số B đó. Như vậy số bé sẽ được tăng lên gấp 10. Thì thêm số 0 vào bên phải số nó sẽ tăng lên gấp 10 thôi. Các em thử đi. Vậy ta sẽ có là B nhân 10. Rồi bây giờ cộng với số lớn, tức là cộng với A lại đó, thì ta được 417. Vậy ta có hai công thức ngoài nháp rồi đúng không các em? A cộng B thì bằng 102. A cộng cho 10B thì bằng 417. Vậy A cộng 10B bằng 417, mà riêng A cộng B là 9102 rồi. Vậy còn sót lại 9B. 9B sẽ bằng 417 trừ 102. 417 trừ 102 thì sẽ bằng 315. Rồi các em lấy 315 đó chia cho 9 luôn, sẽ ra số bé. Rồi, số bé là 35. Số lớn thì các em làm phép trừ thôi. Lấy 102 trừ cho 35, nó sẽ ra 67. Như vậy từ nãy tới giờ là các bạn học sinh giỏi của thầy là làm sai hai câu, các em lưu ý nha. Sai câu số 2 và câu số 4. Câu số 2 đáp án là 7, câu số 4 đáp án là 2 mới đúng. Bài số 8 là một bài toán về chuyển động, cũng rất hay gặp trong toán học. Đọc đề đi các em. Trời, thầy đại số hóa bài này. Gọi quãng đường AB là x đi. Thì thời gian của người thứ nhất dành ra để đi hết quãng đường đó là các em lấy quãng đường chia vận tốc. Vậy thời gian người thứ nhất dành ra là x chia 30. Thời gian người thứ hai dành ra là x chia 36. Người thứ hai đi sau 20 phút và đến sau người thứ nhất 5 phút. Như vậy nếu hai người này chạy thi, cùng xuất phát để chạy thi, thì người nào sẽ về trước các em? Chắc chắn là người thứ hai. Người thứ hai sẽ về trước là 15 phút. Các em cứ thử đi. Như vậy là gì? Quãng đường người thứ hai và người thứ nhất đi là như nhau, nhưng mà thời gian người thứ nhất dành ra để đi hết quãng đường đó sẽ nhiều hơn thời gian người thứ hai bỏ ra. Và cái phần chênh lệch đó là 15 phút. Các em đổi 15 phút ra giờ sẽ được là 1/4 giờ.
Như vậy thầy sẽ lập được một công thức ngoài nháp là x phần 30 trừ x phần 36 là bằng 1 phần 4. Tức là lượng thời gian người thứ nhất dành ra để đi hết quãng đường đó là sẽ hơn lượng thời gian của người thứ hai là 1 phần 4 giờ. Các em lập công thức đó và dùng chức năng tìm x trên máy tính bỏ túi. Alpha x phần 30 trừ alpha x phần 36, alpha bằng 1 phần 4. Ta ấn shift solve. Ta sẽ tìm được x bằng 45 km. Thầy nhắc lại, các em phải có nháp nha. Các em nháp song song với lời thầy giảng, các em sẽ dễ hiểu lắm. Những cái chỗ nào thầy nói nhanh quá, các em có thể pause, chụp hình lại để nghe cho kịp. Những video sau thầy sẽ đưa luôn cái bài nháp song song với lời giảng của thầy, các em sẽ càng dễ hiểu hơn nữa. Và thầy sẽ đưa cả những cái màn hình máy tính bỏ túi giả lập lên luôn, thì các em sẽ nắm được kỹ thuật sử dụng máy tính luôn. Trong thi viên bích mà các em không nắm được những kỹ năng về máy tính thì các em thua chắc. Tất nhiên chúng ta cũng không lạm dụng nó, nền tảng của chúng ta vẫn là toán học, nhưng với áp lực thời gian trên viên bích thì các em phải nắm được kỹ thuật sử dụng máy tính bỏ túi. Tôi nghĩ là nó cũng có cái rất là hay, nó rèn cho chúng ta cái độ nhanh và độ nhạy, phản xạ nhanh nhạy, đó là một cái rất cần thiết trong cái đời sống hiện đại này. Câu số 9 các em làm y như câu số 5 nha, thầy không giảng nhiều nữa. Câu số 10 là bài toán khó. Các em lấy nháp và vẽ sơ đồ. Từ A tới B, người thứ nhất đi 8 giờ đến 12 giờ là tới. Vậy ông ta tốn 4 tiếng đồng hồ. Còn người thứ hai đi 8 giờ rưỡi đến nơi 11 giờ rưỡi. Vậy mất 3 tiếng đồng hồ để đi hết quãng đường. Như vậy mỗi giờ người thứ nhất sẽ đi được là 1 phần 4 quãng đường. Mỗi giờ người thứ hai đi được 1 phần 3 quãng đường. Các em có nghe kịp không? Vậy ta có thể thấy người thứ hai đi nhanh hơn người thứ nhất đó. Mỗi giờ người thứ nhất đi 1 phần 4 quãng đường, người thứ hai đi 1 phần 3 quãng đường. Như vậy là mỗi giờ người thứ hai sẽ đi nhanh hơn người thứ nhất là gì? Ta lấy 1 phần 3 trừ cho 1 phần 4 là bằng 1 phần 12. Mỗi giờ người thứ hai đi nhanh hơn người thứ nhất 1 phần 12 quãng đường. Nhớ điều đó các em. Bây giờ ta muốn tìm khoảng thời gian để người thứ hai dành ra để đuổi kịp người thứ nhất, thì ta phải biết khoảng cách ban đầu giữa hai người là bao nhiêu. Thì người thứ hai xuất phát lúc 8 giờ rưỡi, khi đó người thứ nhất đã đi được 30 phút rồi. 8 giờ ông đi mà. Như vậy là lúc đó người thứ nhất đã đi được 30 phút, tức là 1 phần 2 giờ. Mà mỗi giờ ông đi được là 1 phần 4 quãng đường, thì 1 phần 2 giờ ông sẽ đi được là 1 phần 4 nhân 1 phần 2 là bằng 1 phần 8. Tóm lại, lúc người thứ hai xuất phát là người thứ nhất đã đi được 1 phần 8 quãng đường. Và đó chính là khoảng cách ban đầu giữa hai người luôn. Khoảng cách ban đầu là 1 phần 8 quãng đường. Mà mỗi giờ người thứ hai đuổi kịp thêm người thứ nhất một khoảng là 1 phần 12. Như vậy mất bao lâu để lấp đầy cái khoảng cách đó? Thì các em lấy khoảng cách chia cho hiệu vận tốc thôi. Các em lấy 1 phần 8 chia cho 1 phần 12. Thầy chia thử. 1 phần 8 chia cho 1 phần 12. Như vậy là bằng 3 phần 2. Tóm lại, người thứ hai cần dành ra 3 phần 2 giờ để đuổi kịp người thứ nhất, lấp đầy khoảng trống ban đầu, khoảng cách ban đầu. 3 phần 2 giờ là 1 tiếng rưỡi đó. Như vậy cái lúc đuổi kịp á sẽ là mấy giờ? Thì người thứ hai đi lúc 8 rưỡi và cần 1 tiếng rưỡi để đuổi kịp. Vậy lúc đó sẽ là 10 giờ các em nhé. 10 giờ. Bạn học sinh này giải rất kỹ mà không biết đáp án có đúng hay không. Để chúng ta cùng đợi thử. Ồ, hoàn toàn đúng. Nhưng bạn chỉ được có 80 điểm thôi. Lý do tại sao thì hồi nãy thầy nói rồi.
bạn sai hai câu ở phía trên đó. Bài thi số 2. Thỏ vượt mê cung các em, thầy cũng rất thích cái loại toán này. Nó vui. Giờ các em tiến về hướng kim cương. Ồ, cái này thì quá dễ rồi. Mỗi phần tử chỉ nhắc một lần thôi các em nhé. Số 0 nó xuất hiện hai lần nhưng mình nêu một lần thôi. Cái này các em đếm bằng tay cũng được. Không? Tay không đủ các em đếm bằng chân nó cũng ra mà. Rồi. Số nhỏ nhất được tạo thành thì dẫn đầu có thể là 0, người ta lấy 2 là nó nhỏ nhất thôi. Rồi tới 0, 4, 5, 7 tăng dần lên. Cái này các em dư sức làm. Cái này đếm thôi, 3 và 4 là hai phần tử. Có bao nhiêu số 5 chữ số thì các em lấy số 5 chữ số đầu tiên đi. Là số nào? Số 10.000 đúng không? Số cuối cùng là 9999, 9 năm số 9. Giờ ta sẽ tính số phần tử của cái dãy cách đều này. Lấy cuối trừ đầu. Đúng không? Lấy 99999 trừ cho 10.000 rồi cộng cho 1 nữa là ra 90.000. Cái kỹ thuật về giải cách đều thầy sẽ gửi riêng ở một cái video trên kênh của thầy, các em theo dõi. Cái video đó sẽ áp dụng được cho rất nhiều cái bài toán khác ở 6, 7, 8, 9 luôn. À, cái dòng cái bài thi số 3 này thì các em phải chuẩn bị nháp nha, không có nháp các em làm không nổi đâu, bắt buộc phải có nháp. Đừng có hành hạ cái đầu của mình, khổ lắm. Rồi, tôi thấy thì cái đề này nó cũng đơn giản thôi. Như vậy các em cứ chuẩn bị nháp đi. Thầy chỉ hướng dẫn nhanh câu nào gọi là khó thôi. Mà hình như cũng chả có câu nào khó đâu các em. Rồi, cái bài này các em tự giải quyết nha, tự giải quyết. Thầy chỉ hướng dẫn các em ở những cái loại mà nó thực sự là nó lạ, và những cái lần hướng dẫn đó sẽ được áp dụng cho những cái dạng tương tự tổng quát về sau luôn. Đó. Thì sắp tới thầy sẽ đưa những cái video liên quan tới những cái dạng toán riêng biệt khó mà thường xuyên gặp ở các cái bài thi liên bích, thì các em cố gắng là theo dõi kênh của thầy thường xuyên để nắm được những cái thủ thuật đó để mình áp dụng vào các cái bài thi ở các lớp 6, 7, 8, 9 luôn, kể cả lớp 4, lớp 5 cũng được. Ở bài thi này các em tự giải quyết nha. Rồi tạm biệt các em, gặp các em ở phòng vòng thi tiếp theo.